Khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 6 tháng 9, Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội nhận được tin báo tại khu vực giữa cầu Long Biên xảy ra vụ đôi nam nữ trẻ bất ngờ nhảy xuống sông Hồng mất tích. Ngay sau đó, Công an phường Ngọc Lâm phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm hai nạn nhân. Sau khoảng 15 phút tìm kiếm, lực lượng chức năng đã vớt được nam thanh niên, còn cô gái vẫn đang mất tích. Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng 20 giờ 25, người đi đường bất ngờ nhìn thấy một cô gái trẻ nhảy từ cầu Long Biên xuống sông Hồng. Tiếp đó, họ nghe thấy tiếng hét lớn của một nam thanh niên. Người này sau đó cũng nhảy xuống sông theo cô gái. Tại hiện trường, hai nạn nhân để lại một chiếc xe máy cùng giày dép. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.